Xin chào anh em, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một mẫu vẽ mới. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ rồng lửa người anh em nhé, rồng lửa người thôi. Hôm nay thì mình không kiếm được tờ giấy nó lớn hơn nên là mình sẽ tạm vẽ cái tờ giấy này anh em nhé. Tuy nó hơi ngắn một chút nhưng mà thôi, không sao, bỏ qua anh em nhé. Nói chung là mình vẽ đại khái ở đấy thôi, đại khái là thế. Thực ra là mấy bài vẽ của mình gần đây thì cũng chưa hẳn là hướng dẫn anh em vẽ gì cả. Nhưng mà mình vẽ như thế này, thực ra là mình đang tạo cho anh em một chút cảm xúc, một chút cảm hứng, đúng không anh em? Một chút cảm hứng để chúng ta vẽ chăm chỉ hơn rồi luyện tập nó được tốt hơn. Thì nhớ ngày trước năm 2016 khi mà mình mới đi học nghề, lúc đó thì thực sự là rất là khó khăn anh em. Có rất là ít tư liệu để mình học hỏi, gần như nó không có đâu anh em, nó không có. Mình có xem thì đa số là xem mấy master ở nước ngoài thôi. Họ cũng có quay lại video nhưng mà họ cũng không có hướng dẫn gì đâu. Họ chỉ quay để cho mình xem thôi chứ không có hướng dẫn gì nó kỹ cả. Và ngày đấy thì đồ xăm các thứ thì nó cũng khá là mắc và nó rất là ít sự lựa chọn. Nói chung là ngày đấy nó đã mắc và ít sự lựa chọn chứ không như bây giờ. Bây giờ mà anh em đưa cho mình khoảng 4-5 cục là mình đã set cho anh em một bộ là ngon ngon ác ở đây anh em. Ngon ngon ác ở đây. Nhưng mà ngày đấy thì theo mình nghĩ mình còn thấy là nó còn dễ thở hơn bây giờ. Dễ thở hơn các bạn đi học bây giờ. Nói thực sự với anh em như vậy. Ngày đấy thì thợ như bọn mình ấy, kiểu như là nó kém kém nhưng mà mặt bằng chung này nó cũng kém kém như nhau. Chứ không như bây giờ, thì các bạn thợ giỏi, các bạn thợ làm tốt là rất là nhiều luôn anh em. Gần như ở đâu cũng có thợ giỏi, ở đâu cũng có thợ làm tốt. Vậy nên nếu như là mình mà không cố gắng thay đổi, mình không cố gắng luyện tập thì mình không thể nào mà theo được các bạn ngoài kia, đúng không anh em? Không thể nào theo được. Nên là các bạn bây giờ học nghề bây giờ là áp lực khá là nhiều luôn anh em, khá là nhiều luôn đấy. Vì thế mà hãy cố gắng lên anh em nhá. Theo mình thì vẽ là con đường tốt nhất và dễ luyện tập nhất để các bạn có thể là sớm thực hiện được ước mơ của mình. Và mình chúc tất cả anh em mạnh khỏe và thành công. Và mình cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Cảm ơn anh em. Hãy subscribe.
百年桥和花惊奇。